Vamos. Indonesia đã để thua Thái Lan với tỷ số 0-2. Của các cầu thủ Thái Lan đã chính ở trong trận đấu ngày hôm nay 73 tại AFF Cup năm 2018. Về phía hai đội hình của hai đội ra sân trong trận đấu này, trong khung thành là thủ môn mang áo số 23 Siwarak. Các cầu thủ còn lại của Indonesia cũng là một cầu thủ đá ở vị trí trung vệ, đó là Hasanmu, Hasai, Putu Antara số 3, Anfat số 4, Jun Pao số 25, Diko Simaliotak cũng vào đá ngay từ đầu, có hết sức quan trọng với các cầu thủ Indonesia bởi vì họ đã để thua đội chính. Lại một tình huống bóng bổng nữa vào phía Indonesia. Không được, đáng xem nhất của Indonesia từ đầu trận đến giờ. Một cú sút nhanh của rất nhanh. Smith. Rất nguy hiểm. Còn bây giờ là tình huống tấn công của đội tuyển Indonesia. Super, rất nguy hiểm. Vẫn là cao thủ Thái Lan. Một cú sút từ xa. Andik Demasia. Lili Pali. Lili Pali. Không vào. Lúc vừa rồi là Indonesia luôn luôn vây hãm khung thành của đội tuyển Thái Lan và có những tình huống nguy hiểm. Lại một cú sút từ xa. Goal! Như vậy là một nửa tình huống này. Một pha phối hợp đá phạt góc rất hay. Và cú sút từ xa của cầu thủ mang áo số 4 giúp Fendi rất tuyệt vời. Anh Quang có nghĩ rằng là các tiền vệ cũng đến từ những tình huống đá phạt góc như thế này nữa. Cú đá phạt góc thành bàn. Các bạn xem, làm tình huống này rõ ràng là chưa một ai động với quả bóng đó và bóng tự bay vào lưới ở góc cao vượt khung thành của thủ môn đội tuyển Indonesia. Đội tuyển Thái Lan được thưởng quả đá phạt rất nguy hiểm. Vào một tình huống lúng túng ở khu vực 5m50 và vẫn là một cú sút chân trái đập vào chân hậu vệ của Indonesia, bóng đập cột dọc và các cầu thủ đội tuyển Thái Lan đã chấp thời cơ ghi bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2-1. Đó là cầu thủ mang áo số 6. Việc đội tuyển chủ nhà dẫn trước với tỷ số 2-1, dù đội tuyển Indonesia đã vươn lên dẫn bàn với cú đá đẹp mắt của Zufiandi, nhưng những bàn thắng sau đó chào các bạn tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Thái Lan. Và ghi bàn thắng trước nhưng cuối cùng thì các cầu thủ Thái Lan sát bằng kịp. Evan Dimas thi đấu rất rộng. Haryanto không được. Haryadi cú đá từ rất xa nhưng bóng đi không.
rất nguy hiểm, một pha chuyền bóng rất nguy hiểm của thủ môn đội tuyển Indonesia. Quang Trọng rất nguy hiểm. Như vậy là Anisak của đội tuyển Thái Lan. Các bạn xem lại tình huống vừa rồi. Từ đường chuyền của Quang Trọng, Anisak đã vượt qua hai cầu thủ hậu vệ của Indonesia và đối mặt với thủ môn của Indonesia ghi bàn thắng. Đó là một pha bóng chuẩn. Smith rất nhanh, đường chuyền rất đẹp của các cầu thủ đội tuyển Thái Lan và họ đã không bỏ lỡ cơ hội. Được thực hiện qua ba cầu thủ rất gọn gàng, và cú dứt điểm này nữa, như thế là đủ để cho Thái Lan có được bàn thắng. Và quan trọng là họ vẫn đang có thể là đang giấu được bàn của mình. Cơ hội không vào. Thi đấu chính thức của trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia rất nguy hiểm, vào. Và các cầu thủ đội tuyển Indonesia đã ghi được bàn thắng. Các bạn xem lại một nữa tình huống này, rất bất ngờ, và họ đã rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 4-2. Rõ ràng là đã có một chút trùng xuống của các cầu thủ đá phạt góc bên phía cánh phải. Vẫn là Rico thực hiện rất chống trả, chút từ xa. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống cứu thua, thêm một cú đá phạt góc nữa và thêm một cơ hội khác dành cho đội tuyển Indonesia. Đánh đầu. Cơ hội đã qua đi với số 14. Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài người Mạn và tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng B. We'll be right back.